Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh điểm đón xe buýt tại ga Quốc Nội sân bay Tân Sơn Nhất tại quận Tân Bình. Khu vực đón xe buýt tại làng B ga Quốc Nội dời từ vị trí cũ, tức từ B17 đến B20 đến vị trí mới là B06 đến B09, nhằm phục vụ tốt hơn cho hành khách khi sử dụng xe buýt tại khu vực sân bay. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố cũng đã phối hợp cùng cảng Tân Sơn Nhất bổ sung nhiều biển báo cung cấp thông tin về xe buýt tại khu vực lấy hành lý hoặc phía ngoài nhà ga. Ngoài ra, đơn vị này cũng điều chỉnh biểu đồ chạy tuyến xe buýt sân bay số 152 từ khu dân cư Trung Sơn đến Bến Thành đến sân bay Tân Sơn Nhất để phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế của hành khách. Cụ thể, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ 15 phút, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 22 giờ. Thời gian vận hành một chuyến khoảng 50 đến 55 phút. Thời gian giãn cách mỗi chuyến từ 12 đến 30 phút. Lãnh đạo trung tâm cho biết đơn vị này đang tiếp tục nghiên cứu và sẽ triển khai nhiều giải pháp để tăng độ nhận diện, nâng cao chất lượng dịch vụ để hành khách ngày càng thuận tiện trong việc sử dụng xe buýt di chuyển đến hoặc rời khỏi sân bay. Thưa quý vị, thời gian qua tại sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra tình trạng bát nháo taxi, thiếu trầm trọng phương tiện vận tải đón khách, gây ùn ứ khu vực trước nhà ga Quốc Nội và lan ra nhiều tuyến đường lân cận. Khảo sát trước đó của Sở Giao thông Vận tải cho thấy hiện nay lượng khách về Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trở lại, thậm chí nhiều thời điểm còn vượt giai đoạn trước khi có dịch. Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ từ 98.000 đến 100.000 lượt khách một ngày. Để giảm ùn ứ cho hành khách tại sân bay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh hai tuyến xe buýt phục vụ người dân đi lại từ sân bay Tân Sơn Nhất về các vùng. Đồng thời chỉ đạo các phòng đơn vị thuộc sở phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tăng cường hoạt động vận tải hành khách công cộng gồm xe buýt, taxi, xe công nghệ nhằm giải tỏa lượng khách đến, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực sân bay. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.